Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng sao thủ HKT với skin mãnh hổ kim cang nha các bạn. Đây là một cái skin mà mình lần đầu được trải nghiệm các bạn ạ. Có hiệu ứng kỹ năng bậc S nha các bạn. Hiệu ứng bậc S này nó sẽ có hình ảnh cộng với cả hiệu ứng kỹ năng luôn nha. Nói chung là lần đầu mình chơi cái skin này thì mình thấy rằng cái phi tiêu của nó thì nó sẽ là màu vàng nha. Nhưng mà nó cũng không có quá đặc biệt các bạn ạ. Nói chung là thấy nó cũng khá là bình thường. Hình ảnh thì nó cũng thấy nó bình thường luôn. Ui, ui, lều ơi. Chơi này. Ui sời ơi, hút em luôn ăn chay. Thích hút lắm à. Ướt nào. Wow. Mày né cái chiêu 2 của vị tướng Toro các coi. Ấy. Ui. Ghê vậy không nói. Chỉnh chế độ lại máu thấp nhất coi. Hôm qua làm clip về vị tướng Murat thì mình chỉnh chế độ máu gần nhất đấy. Ghê vậy trời. Tem bạn ghê vậy sao? Quá đáng sợ vậy sao? Quá ghê gớm anh em ạ. Đáng sợ nha. Mới vào thôi đã húp mình rồi. Nó bộc phá các bạn ạ. Toro nó bộc phá nó ăn mình. Làm mình bất ngờ vãi trưởng. Bú lím à? À thì ra là thanh niên bú lím. Thanh bú lím. Kinh đấy. Hôm nay chạm mặt thanh bú lím anh em ạ. Ghê đấy. Được. Quá đẳng cấp. Quá VIP Pro. Quá man dợ. Mày chết. Toro này cho thanh niên này. Thánh bú liếm này. Biết thế nào là lễ độ nha. Mình chơi Ayate thì thuộc dạng là VIP rồi các bạn. Đẳng cấp rồi. Thanh niên Toro đang núp bên này các bạn. Này. Mày núp ở đây á mày. Tí chết luôn đấy chứ nhờn. Nghĩ làm sao đứng nó biến về vậy trời. Mình nhìn thấy nó đang đứng nó biến về luôn. Ghê không các bạn? Đáng sợ không? Anh em thấy mình ghê gớm chưa? Rồi ta đây. Ra đây con nào. Ra đây con nào. Ây chủ bắn kìa. Mình nhìn thấy hình ảnh ở trong cái khung viền thì mình thấy nó cũng màu mè ghê. Mà vào đây cái nhìn thấy nó xấu quá anh em ạ. Skin này hình ảnh nó cũng không được đẹp. Hình ảnh nó xấu quá. Được cái là kỹ năng của nó chung là cũng được thôi. Ai ai choáng kìa. Ghê vậy. Quá ghê gớm anh em à. Choáng kìa. Choáng nè. Toro nè. Bộc phá đi bạn ơi. Bộc phá mình thêm phát nữa coi. Này láo nháo để ngủ không. Nằm xuống. Tiếp theo là vị tướng Togo. Togo nằm xuống rồi. Xong hai gà te. Ý luận là Lavi rồi. Lavi này rít mục kêu. Rồi quay này nó lao vào. Nó húp luôn vị tướng của Era tem bên kia rồi. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Ăn mạng rồi thì bỏ lại mấy con quái cho mình ăn đi cái chà. Tại sao bạn lại ăn quái hết của tôi vậy? Tôi biết tôi buồn đó. Eo. Ghê ta, các bạn ghê quá ta, chết ghê chứ không gì đâu mà ghê các bạn. Rồi xong. Có ai không? Ui ơi. Ai chà. Mày chết, ai chà. Này thì láo nháo này. Bé Toro. Trời ơi Lavi luôn. Trời ơi phê quá. Trời ơi đúng là VIP xử lý anh em ạ. Skin này thì thấy nó cũng bình thường các bạn. Không có đẹp lắm. Hiệu ứng hình ảnh thì đặc biệt nó lại xấu. Hiệu ứng hình ảnh xấu được cái hiệu ứng kỹ năng nó vớt vát lại được một tí. Nhưng mà nó cũng không có đẹp. Nói thiệt với các bạn là nó không có đẹp lắm đâu. Ai chà. Ủa choáng kìa. 90S nữa à. Ok. Được lắm. Ghê vậy sao. 90 giây nữa là bạn đem bên kia đầu hàng các bạn ạ. Ngoánh không cho đầu hàng luôn. Thế mới sợ chứ. Đánh mà hỏi tem bạn khi nào mà chịu GG mới ghê chứ. Dày thì A thu là cục thịt của mình thôi nha các bạn. A thu với cả ngũ không với cả Toro là cục thịt của mình thôi. Chỉ là cục thịt thôi mà.
chỉ là cục thịt thôi mà, nằm xuống một em tốc biến chơi luôn, chơi luôn nè, ghê chưa. Trời ơi, hai Hayate mạnh quá anh em ơi. Cái nick này nó có nhiều skin của vị tướng Hayate lắm các bạn. Có cả cái skin vũ trụ tử thần nữa, tử thần vũ trụ nữa cơ. Nhưng mà mình skin đó thì mình chơi nhiều rồi. Đủ rồi nhé. Chơi rồi nè. Tem bạn hay. Chơi nè. Ai chả chơi. Chơi đi nào, Vera chơi nào. Ôi giời ơi, tem bạn Vera, tem bạn nó bảo đủ rồi nhé. Bắt đầu chơi đấy. Rồi cũng không làm gì. Ấy à ơi, ai chà chà. Thì cái nick này nó có khá là nhiều skin mà mình chưa từng đụng tới các bạn, chưa được từng được chơi. Vì thế nên mình sẽ cố gắng gọi là làm những cái video về những cái skin đó cho các bạn xem nha. Ao ao nào 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 nào. Mày. Ừ, trời ơi, thanh niên gọi là Kainen này ghê ấy. Ăn mạng ghê quá vậy. Có cái skin của vị tướng Kainen nữa. Có skin nữa. Để từ từ mình sẽ làm hết những cái video về những cái skin mà mình chưa từng được chơi cho anh em xem nha. Úi giời ơi, úi giời ơi. Sáu kill rồi nha các bạn, 6 mạng rồi đấy. Hơi bị VIP đấy, không phải dạng vừa đâu. Đâu rồi, đây rồi chứ đâu, đây là đây chứ đâu. Ui ồ, bắn chết vị tướng là chết ngắc luôn vị tướng Pineapple mình luôn. Lắm. 7 kill. Lavi kìa anh em ơi. Lavi kìa. Ui ôi, cái chiêu cuối ấy. Cái gì vậy? Chết tôi rồi, cái chiêu cuối bị lỗi rồi. Vãi cái trưởng anh em ạ, vãi chiêu cuối. Cuối cùng mất luôn cái tốc biến, mẹ được cái gì mới đau chứ. Buồn chiêu cuối này nha. Buồn chiêu cuối quá anh em ạ. Ui, bổ kinh đê nhờ. Kinh đây, kinh quá cơ, sợ quá. Quá trời sợ luôn các bạn. Sợ quá trời. Eo. Ra đây, mày hả bưởi. Pam. Lấm nó. Hayate quá xanh. Ấy. Giờ chưa. Véo con cua chưa. Mày hả ngủ không? Có skin ngủ không đó luôn ấy. Từ từ mình sẽ làm những cái video về những cái skin mới lạ cho các bạn xem. Mình chưa được chơi, mình sẽ trải nghiệm xem skin nó có xịn sò không nhá. Có đẹp không nhá. Wow. Đánh nhau đi. Bắn nó. Tấn công vào vì tướng Lavi thôi. Cái skin này thì mình thấy nó xấu quá. Không có được xịn sò lắm nha. Không được đẹp đâu. GG chưa? Trời ơi, giờ này không vẫn chưa chịu GG ta. Sao nãy thấy bảo 90S mà. Thôi đánh từ từ cho tem bạn nó thở cái các bạn. Đánh không cho tem bạn nó thở luôn. Đúng rồi, giết hết tem mình đi. Giết hết đi, mình về mình ăn bùa đỏ. Cho tem mình chết hết đi, xong rồi tí nữa mình tới mình húp cho bán sau. Đây. Ngộ không. Trời ơi, tôi không thèm ăn con bùa đỏ để tôi lên tôi KS lên một mạng thôi mà cũng khó nữa vậy sao. Chán dữ vậy trời. Mày hả bưởi. Đi đâu con sâu. Bang. Mày hả bưởi. Lấm nó. Wow, choáng luôn đó hả? Thiệt là ghê quá gì. Ghê quá trời luôn á. Giả đứng đơ như cái cơ xem nào. Ê,
Em quất nó. Anh em quất nó đi. Chán vậy trời. Wow. Lụm anh em ơi, lụm anh em ơi. Đúng rồi, lụm nó đi, lụm đi, lụm đi, lụm đi. Quay nhau đi anh em ơi, super soi nó. Chích nó. Dứt. Dứt. Xem tôi đâu hết đâu chơi rồi ta. Pèo pèo. Eo eo en. Lụm nó nào. Toro ra đây cái nào. Toro đã thu rồi các kiểu ra đây cái nào. Trời ơi cho mình bắn đi. Mình bắn sướng lắm. Mình sướng chứ các bạn không biết sướng không. Mình sướng lắm. Các bạn nó cứ lúi cúi bên trong cái trợt. Ấy hạ gục được vị tướng Kaine luôn này kìa. Ghê. Các bạn có ghê gớm luôn. Ngủ không. Ngộ khí nè. Mày hả ơi. Bắn mày chết bây giờ đây này. Ái chà. Người đây. Các bạn khét lẹt luôn. Chơi nào. Lụm lúa luôn. Double kill. Hình như là một mạng thôi chứ không phải double kill anh em ơi. Mới được 9 mạng thôi. Từ đã. Đừng có thắng. Nhây đã. Đó. Nhây đi xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu gọi là ăn mạng. Có khi biết đâu tí được mega kill đồ. Đấy, hấp dẫn đúng không các bạn? Qua lúa có lúa nào. Ến băm. Eo. Vô. Chơi nó. Đồng thế. Rồi xong kem tôi chết hết trơn luôn rồi kìa. Cơ hội tỏa sáng của mình ở đây chứ đâu. Mọi người xem mình nào. Mấy cục thịt cho mình. Cục thịt nè. Ghi đu bắn một phát nè. Cục thịt của Hảo nè. Choáng rồi kìa. Úi dồi. Cục thịt đâu rồi. Ui ghi đu nó ulti luôn mà không được. Chơi nó. Mày hả bưởi. Hồi máu chơi luôn nè. Ngộ không nè. Rồi đây. Ui. Ê. Bảy. Quá là bảy rồi đấy nha. Đúng bạn bắt được túi đấy bạn. Làm chậm vị tướng Athu tem bạn đi không nổi luôn đấy chứ. Này thì lao vào nè. Rồi làm gì. Úi giời ơi xin lỗi anh chứ em còn cái giác bộ mệnh nha anh ơi. Anh đường đâu nữa mà đánh hả anh trai. Quá ghê anh em ơi. 11 chết 1 rồi nha. 11 kill rồi đó. Skin không có được xịn cho lắm nhưng mà kỹ năng thì vẫn cứ xịn nha. Yo win. Lấm. Mày hả? Quả cầu băng xương nè Veda ơi đứng dậy chơi đi bạn ơi. Đừng có gọi là giỡn nữa bạn ơi. Đứng dậy mà chơi nè đi bạn ơi. Quá tuyệt vời. Hay quá. Hay VIP. Ok cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn đều một clip vui. Đừng quên để lại cho mình một like nha. Bạn muốn đi vào shopanhhao.org. Giờ mình dừng video đây. Nói chung là cái skin này thì cũng không có được đẹp cho lắm các bạn ạ. Chỉ là hiệu ứng bậc S thôi. Mình thấy nó cũng bình thường. Có hiệu ứng hình ảnh, có hiệu ứng kỹ năng nhưng mà không có được đẹp. Theo mình đánh giá như vậy. Các bạn nghĩ thì sao? Ok, bye bye mọi người. Nhớ like cho mình nha.